Xin kính chào quý vị khán giả đến tham dự chương trình tư vấn trực tuyến và tầm soát sức khỏe của phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tôi sẽ nói về một bệnh cũng thường gặp có ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta mà chúng ta thường không để ý đến, đó chính là hội chứng ngưng thở lúc ngủ. Hội chứng ngưng thở lúc ngủ là gì? Hội chứng có nghĩa là tập hợp các cái triệu chứng hay là nhiều cái biểu hiện của bệnh. Còn ngưng thở ở đây có nghĩa là gián đoạn chứ không có nghĩa là ngừng thở hoàn toàn. Đó là sự gián đoạn, và gián đoạn này nó tạm thời của cái ngừng hệ hô hấp, ngừng tạm thời của hô hấp thôi trong lúc ngủ, xảy ra trong lúc ngủ. Và cái sự gián đoạn này thì nó sẽ được lặp lại nhiều lần. Do đó có thể nói hội chứng ngưng thở lúc ngủ là sự rối loạn giấc ngủ mà trong đó hô hấp bị gián đoạn lặp lại nhiều lần. Thì thường có thể do nguyên nhân là tắc nghẽn tại đường thở, và đây là nguyên nhân thường gặp nhất, hoặc là do nguyên nhân trung ương hay là não bộ không có truyền đủ tín hiệu đến các cơ hấp, hoặc phối hợp cả hai. Thì sau đây phần trình bày của tôi xin phép được tập trung chủ yếu vào ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn. Thì có thể hiểu ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn, nó là sự tắc nghẽn lặp đi lặp lại của đường thở trên trong lúc ngủ. Thì ở đây thì để quý vị hiểu rõ hơn cái đường thở trên là gì, thì đường thở trên nó chính là cái vùng, cái cấu trúc người ta được định nghĩa nó là từ 2 dây thanh âm trở lên. 2 dây thanh âm trở lên thì bao gồm mũi, miệng, thanh môn và dây thanh âm, kể cả hầu. Thì khi mà có sự tắc nghẽn của các cái đường thở, của các cấu trúc trên đường thở trên, thì sẽ dẫn đến là những cái đợt bệnh nhân bị thiếu oxy và tăng CO2 máu, làm cho bệnh nhân bị kích thích trở mình, dẫn đến những cái đợt thức giấc thật là ngắn, người ta gọi là vi thức giấc. Thì để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ mời quý vị khán giả xem clip sau đây. Đây là một đường thở bình thường. Trong lúc bệnh nhân hít thở thì khí sẽ qua mũi, miệng, đến hầu và xuống dưới thanh môn và qua dây thanh âm để đi vào khí quản. Khi đến khí quản thì khí sẽ tiếp tục đi vào phế quản, các cái phế quản gốc, phế quản lớn, rồi đến phế quản nhỏ và đến nhu mô phổi để trao đổi khí. Thì nhiệm vụ là sẽ cung cấp oxy cho cơ thể và lấy đi CO2. Bình thường khi chúng ta ngủ thì các cái cơ vùng đường thở trên nó sẽ thư giãn một tí, thư giãn theo lúc chúng ta ngủ, thì làm cho các cái trương lực này nó giảm đi và dẫn đến cái đường thở trên mình hơi hẹp một tí. Khí khi đi qua chỗ hẹp cộng với những cái rung động của mô mềm sẽ tạo ra tiếng ngáy. Thì ở một số người do cái sự giảm trương lực đường thở trên, hoặc là do những bất thường cấu trúc làm cho nó giãn quá mức đường thở, những cái mô mềm, thì dẫn đến là đường thở trên nó bị đóng sập lại như thế này, đóng thập lại như thế này khi ngủ. Và khí sẽ không có thể đi vào được đến phổi, dẫn đến là mình sẽ có những cái giảm oxy máu, và khí không được trao đổi, cho nên nó sẽ ứ động lại CO2 trong cơ thể. Đó được gọi là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ. Như vậy là sau khi tắc nghẽn thì bệnh nhân thiếu oxy sẽ dẫn đến những cái đợt phản xạ cơ thể, sẽ làm cho bệnh nhân giật mình thức giấc để đường thở mở trở lại, người ta gọi là vi thức giấc. Và hiện tượng này sẽ lặp lại nhiều lần trong đêm, bệnh nhân ngáy nhỏ rồi ngáy to, tức là đường thở hẹp dần, và sau đó là giật mình tỉnh giấc để đường thở mở lại. Như vậy người ta gọi là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Hội chứng ngưng thở lúc ngủ này có thường gặp hay không? Thì kính thưa quý vị, là theo thống kê của thế giới thì nó chiếm khoảng 14% ở nam giới, ở nữ giới thì khoảng 5%, ở trẻ em khoảng 3%.
Riêng một nghiên cứu năm 2018 tại Việt Nam thì ghi nhận có khoảng 8,5% người trưởng thành mắc ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ. Trong một số cái nhóm đối tượng, nhất là những bệnh nhân mà đã có cái bệnh nền sẵn, thì tỷ lệ này tăng lên rất nhiều. Chẳng hạn như những người bị đột quỵ là tai biến ha, thì tỷ lệ ngưng thở lúc ngủ sẽ tăng từ 60 đến 70% trong nhóm những bệnh nhân này. Hoặc những người có bệnh tim mạch như là suy tim, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, thì tỷ lệ ngưng thở lúc ngủ chiếm khoảng hơn 50% trong nhóm bệnh này. Đối với những bệnh nhân mà có tăng huyết áp và bác sĩ đã sử dụng nhiều loại thuốc, đã điều trị đúng bác sĩ chuyên khoa tim mạch nhưng mà vẫn không kiểm soát được huyết áp, thì người ta nhận thấy là tỷ lệ ngưng thở lúc ngủ là trên 70% trong nhóm bệnh nhân này. Còn những người bị tiểu đường thì cũng có từ 60 đến 70% trường hợp là bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Những bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tức là những bệnh như là bệnh nhân hay ho kéo dài, hay khạc đàm thường xuyên, hay khó thở khi gắng sức, thì và thường là gặp ở những người hút thuốc lá. Nếu mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nhẹ thì có khoảng 5% bị ngưng thở lúc ngủ. Từ trung bình đến nặng thì khoảng 39% và rất nặng là khoảng 65%. Đối với những bệnh nhân có hen suyễn tức là ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, thì đối với mức độ hen trung bình thì khoảng 58% bệnh nhân bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và đối với hen nặng thì tới 88% bệnh nhân bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Trong những người bị béo phì, những người bị béo phì thì thấy hơn 40%, khoảng 46% bệnh nhân có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Rõ ràng là quý vị đã nhận thấy rằng là với cái thống kê này thì tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ khá là cao, đặc biệt là ở những quý cô bác hay là các anh chị mà có kèm với lại bệnh lý nền như là tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi. Như vậy thì chúng ta đã biết qua là ngưng thở lúc ngủ là gì cũng như hậu quả của nó. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là do những nguyên nhân nào. Thì để mà các quý vị hiểu rõ hơn thì tôi sẽ chiếu một cái video clip sau. Một cái nguyên nhân cũng rất là thường gặp ở những cái người ngưng thở lúc ngủ đó là do sự tích tụ cái mô mỡ xung quanh đường thở. Những người này có thể là không phải là rất là mập, rất là to, có thể là những người gầy. Tuy nhiên do cái cấu trúc của họ thì có cái sự phân bố mỡ ngay tại đường thở nó nhiều hơn bình thường, và nó sẽ dẫn đến nó chèn ép vô đường thở gây ngưng thở lúc ngủ. Một nguyên nhân khác rất là thường gặp và cũng tương tự như lúc nãy, những cái người béo phì á, những người béo phì á, thì họ sẽ to toàn bộ, những cái mô mềm họ đều dày hết tất cả cơ thể và kể cả ngay vùng hầu họng. Do đó khi cái mô mềm họ dày hơn thì cái mô mềm này nó sẽ dễ sập lại, dễ chèn ép vô đường thở gây ra ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Một nguyên nhân khác nữa đó là do những người mà có cái cằm nó ngắn, hay người ta còn nói là cằm lẹm. Thì với cằm lẹm thì cái cằm do cái kích thước nó ngắn quá nên cái mô mềm vùng đường thở này nó dễ sập lại, trong lúc ngủ. Ngoài ra những một số bệnh nhân có cái tình trạng gọi là giảm cái trương lực của cái cơ ở hầu họng, thì thường gặp nhất là ở những người già, người lớn tuổi. Thì khi người lớn tuổi sẽ có cái tình trạng là yếu các cái cơ và yếu hầu như các cái cơ vận động và kể cả luôn cả cái cơ hầu họng. Thì với những cái tình trạng yếu như vậy thì cơ nó sẽ giảm trương lực hơn so với người khỏe mạnh trẻ, thì đường thở nó sẽ hẹp hơn dẫn đến là ngưng thở lúc ngủ. Đây, chúng ta sẽ thấy đường thở nó hẹp hơn và dễ sập lại lúc ngủ. Ngoài ra một nguyên nhân rất rất thường gặp ở trẻ con đó chính là do phì đại hai amidan. Quý vị sẽ nhìn thấy đây, hai amidan to ngay vùng hầu họng sẽ chèn ép vô đường thở và gây ra ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Quý vị cũng đã nhận thấy là các cái nguyên nhân của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là do những cái bất thường cấu trúc đường thở trên nè, do amidan chèn nè, hoặc là do yếu cái cơ vùng hầu họng ở người lớn tuổi, hoặc là do béo phì. Thì sau khi mình biết được nguyên nhân rồi thì mình sẽ tìm hiểu về hậu quả của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ.
Vì hậu quả của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ á, nó xuất phát từ những cái đợt giảm oxy máu và tăng CO2 máu như lúc nãy tôi có trình bày. Khi mà đường thở bị ngưng lại, bị gián đoạn lại thì oxy không thể vào được cơ thể, cũng như CO2 không thể thải được đi, dẫn đến là những cái đợt giảm oxy máu và tăng CO2 trong máu. Thì đối với những cái đợt như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất lên hệ tim mạch. Nó gây ra những nguy cơ cho tim mạch bao gồm tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí là đột quỵ hay là tai biến. Một cái ảnh hưởng khác đó là ảnh hưởng lên chuyển hóa. Nó sẽ làm cho bệnh nhân rối loạn chuyển hóa mỡ, gây ra tăng mỡ máu. Bệnh nhân có thể bị rối loạn chuyển hóa protein, gây ra tăng axit uric máu, rối loạn chuyển hóa đường, gây ra tiểu đường. Ngoài ra, cái việc tăng CO2 sẽ làm CO2 làm cho mình cảm thấy mệt mỏi ban ngày, buồn ngủ ngày, kém tập trung, giảm trí nhớ, dẫn đến là quý vị làm việc sẽ không hiệu quả, thậm chí nặng hơn mình sẽ ngủ ngay cả trong lúc mình họp hành, trong lúc mình học tập, và nặng hơn nữa là mình có thể ngủ ngay khi mình lái xe, dẫn đến những cái tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng. Và như vậy thì làm sao để quý vị có thể nhận biết được là mình có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không? Thì chủ yếu quý vị phải xem xét những cái biểu hiện ban ngày cũng như ban đêm của mình. Thì bao gồm các cái triệu chứng ban ngày như là mệt mỏi nè, nhức đầu buổi sáng nè, do mình ngáy nhiều quá mình sẽ bị khô họng, đau họng. Rồi ban ngày mình buồn ngủ ngày nhiều, mình giảm tập trung, mình giảm trí nhớ, mình cảm thấy mình lo lắng do mình ngủ không đủ ha. Rồi mình có thể nặng hơn là trầm cảm, các cái ham muốn tình dục thì giảm đi, có thể có bị trào ngược dạ dày thực quản, có thể có kèm tăng huyết áp. Các triệu chứng ban đêm bao gồm như là ngáy nhiều nè, ngáy to nè, bệnh nhân giật mình thức dậy và cảm thấy ngạt thở nè, thở hổn hển, ngừng thở, hoặc là đi tiểu ban đêm nhiều, thức giấc nhiều lần trong đêm. Đối với những trẻ em dưới 18 tuổi thì chỉ cần có một trong ba yếu tố sau đây, như là ngáy rất là lớn, hoặc là ngáy trên 3 đêm một tuần, có triệu chứng khiến cho trẻ ngưng thở khi ngủ, có triệu chứng mà ngưng thở lúc ngủ mà được người chứng kiến, có ba mẹ hay là anh chị em hay là ông bà nhìn thấy là trẻ ngưng thở khi ngủ, hoặc là trẻ có buồn ngủ ban ngày, giảm tập trung nhiều, giảm hoạt bát, giảm chất lượng học tập, thì làm cho bé ảnh hưởng tới kết quả học tập của bé. Thì đối với những cái chỉ cần có một trong ba yếu tố sau thì quý vị nên cẩn thận, có thể cháu nó bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và rõ ràng là qua những cái triệu chứng thì mình, những cái biểu hiện của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cái chính yếu của nó là ngáy. Chính yếu của nó là ngáy. Như vậy thì làm sao biết mình có ngáy khi mà lúc đó mình đã ngủ rồi? Tôi sẽ giải thích sơ về hiện tượng ngáy. Ngáy nó chính là một cái hiện tượng mà âm thanh phát ra do rung động của mô mềm vùng hô hấp trên trong lúc ngủ, giống như những cái hình mà lúc nãy tôi đã trình chiếu, và nó thường gặp ở cái thì hít vào, có một vài người thì gặp cả ở thì thở ra. Đối với những người từ 30 đến 60 tuổi thì ngáy này là hiện tượng rất bình thường, gặp rất là nhiều, thường gặp ở khoảng nam là hơn 44% nam bị ngưng thở ở lúc ngủ, và ở nữ thì hơn 28% nữ là có, ở nam là có khoảng 44% nam là bị ngủ ngáy, và ở nữ là có 24% nữ ngủ ngáy. Như vậy là tỷ lệ này khá cao ha. Thì làm sao mình biết mình có ngủ ngáy hay không? Cách tốt nhất là quý vị hãy hỏi cái người ngủ cùng với mình, vợ chồng, anh chị em hay là những bạn cùng phòng. Nếu mà mình ngủ ngáy quá to, mình ngủ ngáy rất nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ, nên thế nào họ cũng sẽ ghi nhận. Khi mình hỏi thì thế nào họ cũng sẽ nói cho mình biết. Ngoài ra mình cũng có thể, nếu mà mình chỉ có ngủ một mình thì mình có thể đặt cái thiết bị ghi âm hay ghi hình. Tuy nhiên là phải bảo đảm cái thiết bị này nó sẽ thấy được đầy đủ âm thanh rõ xuyên suốt trong đêm, cũng như là không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình. Một cách nữa để mình có thể biết là mình có ngủ ngáy hay không đối với những người ngủ một mình, đó chính là buổi sáng khi mình thức giấc á, mình sẽ thấy mình cảm thấy mình không có sảng khoái khi mình thức giấc.
mình ngủ không có đủ sâu, mình ngủ không có đủ thoải mái, mình cảm thấy nhức đầu buổi sáng, mình có khô họng, mình đau họng do mình ngáy nhiều, hoặc là mình mệt mỏi buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng tập trung, giảm trí nhớ và có kèm nhiều bệnh lý như về tim mạch, tiểu đường, chuyển hóa vân vân. Khi mà quý vị thấy mình có các cái biểu hiện như trên thì quý vị hãy thực hiện giùm tôi cái câu hỏi tầm soát ngưng thở lúc ngủ. Đó là câu hỏi stop band. Tôi xin phép giữ nguyên cái chữ stop band, là bởi vì nó viết tắt của những cái từ rất là dễ nhớ, thì để quý vị có thể dễ nhớ hơn. Tôi xin nói ở đây stop á, chữ S á, chính là snore. Chữ S là viết tắt của chữ snore. Snore có nghĩa là ngáy, tức là mình ngáy to, ngáy nhiều. Cái thứ hai nữa là chữ tired. Chữ T là viết tắt của chữ tired. Tired có nghĩa là mình thấy mệt mỏi ban ngày. Chữ O có nghĩa là chữ O này có nghĩa là observe. Observe tức là nhìn thấy ngưng thở, tức là có người chứng kiến thấy mình ngưng thở. Cái thứ tư là pressure. Pressure có nghĩa là huyết áp. Chữ P là pressure là huyết áp, tức là mình có bị tăng huyết áp. Đó là viết tắt của chữ stop. Rồi chữ band. Chữ band có nghĩa chữ B là BMI. BMI chính là chỉ số khối cơ thể. Chỉ số khối cơ thể được tính bằng cân nặng. Cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Cân nặng chia chiều cao bình phương. Thì nếu mà BMI của quý vị mà trên 35 thì mình tính là một yếu tố. Kế tiếp chữ A có nghĩa là age. A có nghĩa là tuổi. Nếu quý vị có trên 50 tuổi thì mình tính là một yếu tố. Kế tiếp chữ N. N là neck. Neck nếu vòng cổ của quý vị ha, neck là vòng cổ. Vòng cổ mình đo ha, mình đo cả vòng cổ của mình là trên 40 thì mình nói đó là một yếu tố. Ngoài ra chữ G. Chữ G có nghĩa là gender, tức là nam giới. Nếu mà giới tính mình là nam giới thì là mình tính một yếu tố. Như vậy, nguyên cái bản câu hỏi tầm soát này bao gồm 8 yếu tố. 8 yếu tố. Nếu mình có yếu tố nào thì mình tính là 1 điểm. Thì mình nhận thấy là nếu mà mình chỉ có từ 0 đến 2 yếu tố thôi thì mình nói là nguy cơ ngưng thở lúc ngủ của mình thấp. Nếu có từ 3 đến 4 yếu tố đó là nguy cơ ngưng thở trung bình. Và nếu từ 5 đến 8 yếu tố đó là nguy cơ ngưng thở cao. Bây giờ tôi ví dụ một trường hợp. Một chú Nguyễn Văn A ha. Chú này là nam, 65 tuổi, cân nặng là 70kg, chiều cao là 1m6. Và BMI của chú tôi sẽ tính bằng cân nặng chia chiều cao bình phương, tức là bằng 70 chia cho 1.6 bình phương. Thì BMI của chú vào khoảng là 23.3kg trên mét vuông. Và tôi đo được vòng cổ của chú là 42cm. Chú đến khám và chú than là chú rất là mệt mỏi và ngáy to, có đau đầu, buồn ngủ ban ngày và chú có bệnh nền là tăng huyết áp. Thì với chú như vậy thì tôi thử làm cái bảng câu hỏi tầm soát của stop band. Thì tôi thấy là chú có ngáy là 1 điểm, chú có mệt mỏi ban ngày là 1 điểm, không có thấy chú mô tả là có người nhìn thấy chú ngưng thở thì phần này mình không tính điểm. Và chú có tiền căn là tăng huyết áp, như vậy mình tính 1 điểm. Như vậy là được 3 điểm rồi. Kế tiếp là BMI của chú là 27.3. Như vậy là chú chưa đủ BMI nên mình không tính điểm. Tuổi của chú là 65 tuổi, như vậy là chú hơn 50 tuổi, mình tính 1 điểm nữa. Vòng cổ của chú mình đo được là 42, như vậy chú thêm 1 điểm. Và chú là nam giới nên chú thêm 1 điểm. Như vậy tổng cộng là chú sẽ có là ngáy nè, mệt mỏi nè, tăng huyết áp nè, tuổi nè, vòng cổ và nam giới. Vậy là chú sẽ có 6 điểm. Nếu chú có 6 điểm thì như vậy là chú đã xếp vào nhóm nguy cơ cao. Xếp vào nhóm nguy cơ cao. Thì khi chú có nguy cơ cao, hiển nhiên người ta khuyến cáo là những bệnh nhân là thực hiện câu hỏi stop band nếu mà từ 3 yếu tố trở lên, tức là nguy cơ từ trung bình trở lên, thì nên đi khám bác chuyên sâu về hô hấp, chuyên sâu về tai mũi họng, chuyên sâu về nội thần kinh, chuyên sâu về y học giấc ngủ, và để bác sĩ thực hiện một cái đa ký giấc ngủ với chuyên gia giấc ngủ.
Sau khi bác sĩ cho chỉ định thực hiện một đa ký giấc ngủ với chuyên gia giấc ngủ thì mới có được một cái chẩn đoán xác định là mình có ngưng thở lúc ngủ hay không. Ngưng thở do nguyên nhân tắc nghẽn, do nguyên nhân trung ương hay là do phối hợp cả hai, và cái mức độ ngưng thở lúc ngủ của mình là như thế nào, thì từ đó mình mới có cái hướng điều trị thích hợp. Ví dụ như chú lúc nãy là stop band của chú là 6 điểm, như vậy chú phải cần đi đến sớm gặp bác sĩ chuyên khoa về hô hấp, đến phòng khám y học về phòng khám chuyên khoa về y học giấc ngủ để thực hiện đa ký giấc ngủ. Đa ký giấc ngủ nó là một cái tên để mô tả phương pháp giúp mình chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì cái quy trình mình thực hiện đa ký giấc ngủ như thế nào? Sau khi bác sĩ chỉ định, chuyên viên của phòng khám sẽ sắp xếp lịch hẹn với bệnh nhân ở một thời điểm bệnh nhân phù hợp, một ngày mà tinh thần thoải mái, không có nhiều lo toan, để bệnh nhân có thể có được một giấc ngủ thật là tốt. Thì vào ngày đó, bệnh nhân sẽ đi đến phòng khám chuyên khoa y học giấc ngủ, cho các cái chuyên viên sẽ gắn một cái thiết bị. Cái thiết bị này hoàn toàn không đau ha quý vị ha, không có xâm lấn gì hết, chỉ dán vào người một vài điện cực thôi và không ảnh hưởng gì hết ha. Thiết bị nó sẽ gồm những cái thiết bị như thế này, như trên hình của tôi có chụp ở đây, thì nó sẽ gồm có những cái dòng, những cái kênh để mình theo dõi oxy nè, mình theo dõi tần số ngáy nè, mình theo dõi số lần ngưng thở lúc ngủ nè, mình theo dõi điện tim, mình theo dõi điện não, mình theo dõi tư thế lúc bệnh nhân ngủ nè, và nó ghi nhận lại những cái cử động mắt, cử động chân, vân vân. Nhắc lại với quý vị là cái phương pháp này hoàn toàn không xâm lấn và có thể yên tâm ha, nó không gây đau và rất an toàn. Thì sau khi bệnh nhân được lắp cái máy đa ký giấc ngủ này xong, các cô các chú sẽ được ngủ một đêm, ngủ một đêm ở một cái phòng rất là thoải mái, càng giống như nơi ngủ nhà mình càng tốt ha. Sáng hôm sau, chuyên viên sẽ đến tháo máy và thu thập dữ liệu để phân tích. Thì lúc đó thì bác sĩ sẽ đọc cái thông số và tư vấn giải thích cũng như cho cái hướng điều trị cho bệnh nhân. Khi mà có được cái kết quả đo đa ký giấc ngủ thì bác sĩ sẽ nhìn vào kết quả này để giúp bác sĩ chẩn đoán xác định mình có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không. Hay là mình ngưng thở lúc ngủ do nguyên nhân gì, trung ương, tắc nghẽn hay là phối hợp cả hai, xác định độ nặng của cái việc ngưng thở lúc ngủ và hướng cho bệnh nhân có cái hướng điều trị phù hợp. Thì để phân độ nặng của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, mặc dầu cái này hơi chuyên sâu nhưng tôi sẽ giới thiệu qua để quý vị có thể hiểu được nếu mà bác sĩ có chỉ định. Thì trong cái phần kết quả đa ký giấc ngủ, nó sẽ có một cái chỉ số cực kỳ quan trọng, đó gọi là chỉ số giảm thở và ngưng thở lúc ngủ, viết tắt là chữ AHI. Bình thường ở người lớn thì sẽ có dưới 5, chỉ số này sẽ là dưới 5 lần một giờ, ở trẻ con thì dưới 1 lần một giờ. Nếu mà chỉ số này từ 5 đến 15 thì mình nói là ngưng thở tắc nghẽn nhẹ, mức độ nhẹ. Trẻ con thì từ 1 đến 5. Nếu chỉ số này từ 15 đến 30 lần một giờ thì mình nói là mức độ trung bình, ở trẻ con là từ 5 đến 10. Còn nếu mà chỉ số này trên 30 lần một giờ và trẻ con trên 10 lần một giờ thì mình nói đây là ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ mức độ nặng. Và quý vị lưu ý là khi bác sĩ cho chỉ định đo đa ký giấc ngủ thì có thể sẽ cho chỉ định lặp lại vài lần. Đặc biệt là nếu bác sĩ thấy kết quả nó không có phù hợp với lại triệu chứng của bệnh nhân thì có thể mình lặp lại để mình khẳng định hơn cái chẩn đoán. Hoặc là sau khi mình điều trị thì bác sĩ có thể cho chỉ định đo lại đa ký giấc ngủ nữa để mà người ta xem sự đáp ứng điều trị của bệnh nhân với những các cái phương pháp điều trị. Như vậy là mình đã đi qua biểu hiện của ngưng thở lúc ngủ như thế nào, nguyên nhân, hậu quả, cách chẩn đoán. Bây giờ sau khi mình chẩn đoán được rồi thì mình sẽ biết qua thêm về cái phương pháp điều trị. Phương pháp điều trị thì tôi nghĩ là tất cả các bệnh nhân ai cũng có thể thực hiện được, rất là đơn giản và không cần đến bác sĩ. Đó chính là thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống là mình làm gì?
mình giảm cân. Giảm cân để đến cân nặng lý tưởng, tức là BMI dưới 25 ở người nước ngoài và dưới 23 ở người Việt Nam. BMI là chỉ số khối cơ thể ha. Tôi đã vừa trình bày nó bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Và những ai mà không giảm cân được thì phải nhớ dùm cho tôi câu này. Khi mình tăng cân 10% thì nguy cơ mắc ngưng thở lúc ngủ tăng lên 6 lần. Mình thấy như vậy, ngưng thở lúc ngủ nó nguy cơ rất là cao, hậu quả rất là nặng nề. Như vậy nếu mà mình cứ để tăng cân, ví dụ mình 50kg, 10% của 50kg là 5kg nữa, thì cái nguy cơ ngưng thở lúc ngủ của mình tăng lên tới 10%, tăng lên tới 6 lần. Ngoài ra mình tăng cường vận động, tăng cường tập thể dục hàng ngày. Vận động sẽ giúp cho tinh thần mình sảng khoái hơn. Vận động giúp cho quý vị có thể kiểm soát cân nặng được tốt hơn. Vận động có thể giúp cho quý vị có được một cái giấc ngủ nó tốt hơn. Ngoài ra mình cần phải có một cái tư thế ngủ mà nó giảm thiểu cái ngáy. Đó chính là ngủ nằm nghiêng sang một bên. Vì khi mà người ta nhận thấy khi mình nằm nghiêng sang một bên á, thì cái vùng hầu họng của mình nó giảm được cái nguy cơ bị sập lại cái lúc mình ngủ. Thì có những cái phương pháp như tôi đã để trên hình giúp cho quý vị có thể ngủ nghiêng một bên. Chẳng hạn những cái gói chuyên biệt nó có chêm ở sau lưng để quý vị có thể không có thể ngửa ra được. Hoặc thậm chí có người thích chơi tennis thì có thể lấy trái banh tennis cột ở sau cổ á, để chêm sau cổ. Khi nằm ngửa ra thì là nó sẽ bị cộm cái cổ, không thể ngửa được, cho nên mình sẽ phải nằm nghiêng một bên. Vì lúc mình ngủ thì mình không biết được là mình nghiêng hay mình ngửa. Do đó mình sẽ dùng những cái thiết bị, những cái gói chuyên dụng để giúp cho mình có thể ngủ nghiêng một bên. Ngoài ra quý vị phải nhớ là những cái thuốc lá nè, những cái thuốc an thần, những cái rượu bia là những cái chất có thể ảnh hưởng tới cái trung khu hô hấp. Do đó mình nên tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá và các cái thuốc an thần. Rồi, khi mà mình đã thực hiện tất cả những cái điều trên mà mình vẫn còn cảm những cái thấy những cái triệu chứng của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ như là ngáy nhiều nè, buồn ngủ ngày nè, mệt mỏi, giảm tập trung, giảm trí nhớ, thì lúc đó mình hãy tìm đến các cái can thiệp y khoa, thì bao gồm như là thở máy áp lực dương liên tục, đặt dụng cụ miệng và phương pháp phẫu thuật. Thì với ba phương pháp này á, thì cái phương pháp thở máy áp lực dương liên tục như tôi vừa nói còn gọi là thở máy CPAP, nó là điều trị chính trong ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thở máy CPAP là gì? Nó là dùng một cái áp lực thông qua một cái máy mình bơm vào người bệnh nhân một áp lực dương liên tục, mục đích cái áp lực này để giúp cho cái đường thở nó mở ra, và nó không có bị sập lại trong lúc ngủ. Thì rõ ràng là nghe mô tả thì quý vị đã thấy là cái máy này nó bơm áp lực từ ngoài mà, cho nên hoàn toàn không xâm lấn và tương đối an toàn. Được chỉ định cho những bệnh nhân mà có cái chỉ số giảm thở ngưng thở lúc ngủ từ 15 trở lên, hoặc có thể những bệnh nhân mà chỉ số ngưng thở giảm thở khi ngủ nó từ 5 trở lên thôi, nhưng mà nó kèm với triệu chứng ban ngày rất là nhiều như là ngáy quá to nè, ngưng thở, mệt mỏi, mất ngủ, nghẹt thở, hoặc là ngủ gục, buồn ngủ quá mức ban ngày, hoặc là những bệnh nhân có những cái bệnh tim mạch, tăng huyết áp không kiểm soát được, tiểu đường vân vân, thì lúc đó mình chỉ cần chỉ số ngưng thở giảm thở khi ngủ trên 5 là đã có chỉ định thở máy áp lực dương không xâm lấn. Một phương pháp nữa tôi cũng giới thiệu qua thì đây là chuyên cho bên bác sĩ răng hàm mặt, đó là nẹp nâng hàm dưới, tức là dụng cụ đặt vào miệng. Thì đây là những cái hình mà có đặt dụng cụ miệng ở bệnh nhân. Thì cái dụng cụ miệng này nó giúp gì? Cải thiện cái tình trạng hẹp đường thở trên. Tuy nhiên là nó không có hiệu quả bằng thở máy CPAP. Nó có những cái tác dụng phụ như là nó có thể gây đau răng nè, nó viêm khớp nhai hoặc là nó thay đổi khớp cắn. Và được chỉ định cho những cái trường hợp ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nhẹ thôi hoặc là trung bình. Nhưng mà bệnh nhân thì thích dụng cụ miệng hơn là thích máy thở CPAP, hoặc là bệnh nhân không có tuân thủ hoặc không dung nạp được, tức là không có thích ứng được với cái máy thở CPAP, thì lúc đó mình sẽ có chỉ định đặt dụng cụ miệng ha. Một cái phương pháp thứ ba tôi có nói đó chính là phương pháp phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật này thì nó là giải quyết được cái tắc nghẽn đường thở trên
khi mà có chỉ định hoặc là khi không đáp ứng với điều trị bằng thở máy áp lực dương không xâm lấn. Thì phẫu thuật này bao gồm phẫu thuật những cái vùng mũi nè, như là thu nhỏ cuống mũi, chỉnh hình vách ngăn, những phẫu thuật vùng họng trên, vùng họng miệng như là chỉnh hình màng hầu hoặc là cắt VA, cắt amidan, phẫu thuật vùng họng dưới như là chỉnh đáy lưỡi, chỉnh hình thanh thiệt, vân vân. Ngoài ra còn có một số cái phẫu thuật đặc biệt nữa. Tuy nhiên, cái việc lựa chọn các cái phương pháp điều trị á, lựa chọn các phương pháp điều trị á, thì nó tùy thuộc rất nhiều vào từng trường hợp, không phải ai cũng giống nhau. Chẳng hạn như bệnh nhân quá lớn tuổi thì mình không nên chọn phương pháp phẫu thuật, mình chọn phương pháp thở áp lực dương không xâm lấn á, thì nó an toàn hơn. Những bệnh nhân có bệnh lý đi kèm nặng nề, giống như là suy tim, tiểu đường vân vân, thì chọn phương pháp phẫu thuật nó nhiều rủi ro hơn. Cũng như là những cái điều kiện về tâm lý xã hội, bệnh nhân rất là sợ phẫu thuật, hoặc là bệnh nhân không đủ khả năng để phẫu thuật, thì mình có thể chọn những cái phương pháp là nhẹ nhàng hơn, không xâm lấn, đó là thở máy áp lực dương không xâm lấn. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp đều phải áp dụng phương pháp là thay đổi lối sống, là giảm cân, tăng vận động, nằm ngủ nghiêng, tránh dùng các thuốc an thần, rượu bia, thuốc lá. Thì phương pháp phẫu thuật nó mang lại hiệu quả rất là cao đối với những bệnh nhân mà có tắc nghẽn đường hô hấp trên mà có thể chỉnh sửa được bằng phẫu thuật. Đặc biệt là ở trẻ con mà nó bị VA hay là amidan quá to, thì lúc đó phương pháp phẫu thuật lại là một cái phương pháp tối ưu. Phương pháp thở máy không xâm lấn hay là thở máy áp lực dương liên tục là phương pháp không xâm lấn và an toàn, hiệu quả và mang lại hiệu quả rất tốt ha. Do có sự lựa chọn rất là nhiều như vậy, nó tùy thuộc vào rất nhiều từng người. Do đó cái việc điều trị thì bác sĩ nên tư vấn cho bệnh nhân ha. Bệnh nhân phải đến khám và được bác sĩ tư vấn để lựa chọn một phương pháp điều trị, cân nhắc điều trị cho phù hợp. Bây giờ thì sẽ có những bệnh nhân thắc mắc với tôi rằng là nếu mà bác sĩ cho tôi thở máy áp lực dương không xâm lấn, thở máy CPAP, mình gọi tắt là thở máy CPAP, thì tôi thở máy trong bao lâu, tôi có ngưng được máy hay không? Thì xin thưa quý vị rằng là khi có chỉ định thì bệnh nhân sẽ được thở mỗi tối trước khi đi ngủ và thở suốt đêm cho đến sáng. Bệnh nhân càng tuân thủ tốt thì càng hiệu quả. Và bác sĩ sẽ đánh giá lại các cái triệu chứng ban ngày, triệu chứng ban đêm, như các cái nguy cơ sau mỗi 1 đến 3 tháng. Nếu bệnh nhân đáp ứng thật là tốt, như là hết nhức đầu buổi sáng nè, hết buồn ngủ ngày nè, tập trung cao hơn, số giờ ngủ có chất lượng tăng lên, chất lượng công việc bệnh nhân được khá hơn, thì lúc đó là chúng tôi sẽ, và kể cả những cái yếu tố nguy cơ nữa, giống như là béo phì nè, tăng huyết áp vân vân đều được kiểm soát, thì bệnh nhân có thể được xem xét giảm dần và ngưng cái thở máy. Hiển nhiên là phải được đo lại đa ký giấc ngủ ha. Rồi. Như vậy và quý vị cứ yên tâm, nếu quý vị cố gắng thay đổi có một cuộc sống lành mạnh, chỉ số BMI quý vị đạt lý tưởng, quý vị kiểm soát được tất cả các yếu tố nguy cơ, thì quý vị có thể hoàn toàn ngưng thở cái máy CPAP này. Tôi xin tóm lại cái phần trình bày của mình bằng 4 ý như sau, để quý vị có thể nhớ được, rất là đơn giản thôi. Hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó rất là thường gặp, như cái tần suất lúc nãy tôi đã trình bày, đặc biệt ở một số nhóm có nguy cơ cao hơn, đó là nhóm có bệnh lý tim mạch chuyển hóa, bệnh hoặc phổi hoặc là tiểu đường. Thì và những cái ngưng thở lúc ngủ này chưa được quan tâm đúng mức, do mình cứ nghĩ ngủ ngáy là bình thường, và hậu quả cũng rất là nghiêm trọng. Quý vị có nhớ là hậu quả là gì không? Đó chính là hậu quả cho tim mạch, hậu quả cho chuyển hóa, hậu quả cho công việc, hậu quả trong tai nạn giao thông. Khi quý vị thấy mình có dấu hiệu của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì quý vị nên tự thực hiện bản câu hỏi stop band để xác định mình là nguy cơ thấp, trung bình hay là cao. Nếu bản câu hỏi stop band mà quý vị có từ 3 yếu tố trở lên, thì quý vị nên đến phòng khám chuyên khoa y học giấc ngủ để được bác sĩ tiến hành đo đa ký giấc ngủ hay là tư vấn và chẩn đoán.
Khi đã được chẩn đoán là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì có thể bác sĩ sẽ cho quý vị điều trị bằng máy thở CPAP, tức là dùng một áp lực dương liên tục giúp cho đường thở không bị sập lại lúc ngủ. Thì quý vị hãy yên tâm rằng thở máy áp lực dương không xâm lấn này nó hoàn toàn an toàn và hiệu quả trong hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Rất cảm ơn phần trình bày của bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Lê Minh Hạnh. Và sau đây là mình tới phần giải đáp câu hỏi của khán giả gửi về. Cho có một khán giả xem chương trình gửi về câu hỏi là hồi nãy thì mình có cái bảng chấm điểm về cái triệu chứng ngưng thở khi tắc nghẽn khi ngủ á. Thì cái đó là dành cho người lớn, thì không biết là trẻ em có gặp cái trường hợp này hay không ạ? Và khoảng bao nhiêu tuổi thì các em có gặp cái trường hợp mà nếu có? Mình xin lại cái slide mình có nhắc qua về trẻ em. Xin lại một cái slide về trẻ em. Tại vì trẻ em thì mình không làm cái bảng tầm soát đó được. Thì trong cái phần triệu chứng á, mình có đề cập một tí xíu về trẻ em. Thì mình xin lại cái slide đó để cho quý vị khán giả tiện theo dõi. Thì đối với trẻ em á, mình chẩn đoán dựa vào triệu chứng. Đối với triệu chứng lâm sàng thì sẽ có chỉ cần một trong ba yếu tố sau. Đây. Một trong ba yếu tố sau. Thứ nhất là ngái lớn hay là ngái trên 3 lần một tuần. Và được thứ hai là được chứng kiến bởi ba mẹ hay là anh chị em hay là ông bà là thấy có ngưng thở lúc ngủ. Thứ ba là bệnh nhân trẻ thì buồn ngủ ban ngày quá mức, giảm tập trung, giảm trí nhớ và giảm việc học tập dẫn đến là kết quả học tập kém. Thì nếu có một trong ba yếu tố trên thì quý vị đưa con đến cho bác sĩ chuyên gia về y học giấc ngủ để được tư vấn và được điều trị. Bác sĩ giải đáp thêm là trẻ dưới 3 tuổi thì sẽ có cái hiệu cái triệu chứng là khò khè khi ngủ, thì cái đó có phải là do là cái do hội chứng là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không ạ? Khò khè thì mình có thể phân biệt vào hai nguyên nhân. Nếu mà bé đang bình thường khỏe mạnh, ngày nào cũng có mẹ nghe cái tiếng thở nó hơi khò khè thì có khả năng cái đó là tiếng ngáy, có khả năng tiếng ngáy. Còn nếu mà thỉnh thoảng bé mới ngủ khò khè, khó thở nặng ngực hoặc là ho thì đó là một cái triệu chứng của hen. Do vậy thì chắc là mẹ nên đưa bé đến để được bác sĩ chuyên khoa nhi tư vấn và chẩn đoán cho nó chính xác. Với những cái triệu chứng mà bác sĩ có một khán giả gửi chương trình câu hỏi về cho chương trình, đó là những đối tượng bị các bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao huyết áp thì có nguy cơ mắc bệnh, mắc cái hội chứng ngưng thở khi ngủ cao hơn hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý vị ha. Thì quý vị quan tâm như vậy là rất là chính xác rồi. Thì cũng giống như phần trình bày phía trên á, là mình có nói là tần suất á, đối với những cái người mà bị bệnh tim mạch hoặc là tiểu đường thì nguy cơ ngưng thở lúc ngủ trong cái nhóm những bệnh nhân này á, nó tăng lên rất nhiều lần. Thì người ta ghi nhận là khoảng 60-70% trường hợp có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Rất cảm ơn những cái giải đáp vừa rồi của bác sĩ Hạnh ạ.